Dạ vâng, em Tùng xin chào anh em. Thì hôm nay em xét cho một ông anh ở Nam Định, thì một cái máy cưa kiếm sản xuất tại tại Mỹ nha anh em. Đây, cưa kiếm sản xuất tại Mỹ này, Made in USA. Thì nó là 20V Rootless và mã của nó là DCS367, sản xuất tại Mỹ này. Rồi, cộng với một cái máy khoan đầu quanh 996. Vâng, và nó cũng sản xuất tại Mỹ luôn, USA luôn nha anh em. Rồi, cộng với một cái máy phay. Máy phay này sản xuất tại Mexico, Rootless nha anh em. Và mã của nó là The Server Dub 600. Những anh em nào muốn anh em set thì em sẽ set cho bộ này. Pin thì 5A, pin 5A 20V, bát ở Mexico. Pin thì nó cũng có đóng tại China. Rồi, thì một cái máy mài DCG416, con này nó sản xuất tại China. Và con này nó vừa sản xuất, tại vì riêng cái dòng máy mài thì chỉ có sản xuất tại China, không có sản xuất ở đâu nha anh em. Thành ra con này chỉ có China thôi. Nếu mà có hàng mà USA thì em sẽ xét cho ông anh USA luôn, cho nó một thở cho nó đẹp hơn. Và con trà nhám này nó là động cơ không trở thang của Rootless luôn, và nó cũng sản xuất tại đâu Mexico nha anh em. Đấy, Mexico trà nhám. Rồi, 887 thì nó sản xuất tại Mỹ rồi. Ok, sẽ khui ra cho anh em xem luôn. Pin Malaysia, thì pin nó có 4 dòng pin, một là Mexico, 2 là Hàn Quốc, 3 là Malaysia và 4 là China. Pin Mỹ về 20V. Rồi, con này sản xuất tại USA. Rồi, tiếp đến hai cục pin nha anh em. Pin Mexico, pin này Malaysia, tại vì gửi cho khách Mexico luôn cho nó đều, rồi khách họ ưng ý. Rồi, ok, con này thì USA. Rồi, mà rung Magic rung của hãng The One, Mexico. Đây, con này 2.8 nha anh em. Em lấy lộn con này rồi. Em đang set cho người ta là 356, có điều chỉnh tốc độ là 3 triệu, con này 2.8 triệu. Vâng, em Tùng xin cảm ơn anh em. Thì những cái sản phẩm này sản xuất tại Mỹ này, sản xuất tại Mexico này, sản xuất tại Mỹ này, rồi gì sản xuất tại Mỹ này, rồi sản xuất tại Mexico này, sản xuất Mexico này. Đấy, sạc đây thì một năm sản xuất tại China, điện 120. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi.